Cập nhật thông tin liên quan tới vụ hai tàu cá với 93 ngư dân ở Quảng Nam gặp lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm trên biển khiến 13 ngư dân mất tích vào ngày 16 tháng 10 năm 2023. Chiều nay tại núi Thành, Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức bàn giao 78 ngư dân của hai tàu gặp nạn cùng với 5 ngư dân của các tàu khác và hai thi thể ngư dân gặp nạn cho gia đình và chính quyền địa phương. Tàu 467 quân chủng Hải quân đã cập cảng chi đội kiểm ngư số 3 vào 14 giờ chiều nay. Tình hình sức khỏe của các ngư dân ổn định, rất vui mừng khi gặp lại người thân. Sau 5 ngày gặp nạn trên biển, 78 ngư dân được cứu cùng hai thi thể đã được đưa vào bờ an toàn. Chiều nay, các ngư dân và thi thể ngư dân được quân chủng Hải quân bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương. Nghe được em là nó thuyền nó chìm đó, nó không biết là nó có nó lên được hay không. Nhưng mà trong khi là được tin là bên ngành cảnh sát biển cũng như là bên bộ đội biên phòng nó báo là 12 nhất được là trong 12 người trong đó. Nhưng biết em nó còn hay không. Nhưng được thình là nghe còn sống là phải rất mừng và xúc động. Trước đó vào lúc 19:30 ngày 16 tháng 10, tàu cá QNA 90129 TS và tàu cá QNA 90927 TS gặp lốc xoáy, bị sóng lớn đánh chìm. Trên hai tàu có 93 thuyền viên, 78 người được cứu sống, hai thi thể được tìm thấy và 13 người mất tích. Nhận được thông tin tàu cá gặp nạn trên biển, quân đội đã điều động 3 tàu của quân chủng Hải quân và tàu 8002 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đến các khu vực tàu cá bị chìm để chủ trì phối hợp với các lực lượng trên biển tìm kiếm cứu nạn. Là bắt đầu lóc tới là nó bật liền, lóc xoáy tới nó bật liền, rửa tay không kịp luôn mà. Như vậy là đâu có người từ đó được, có người đó không được. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã cử 4 tàu, trong đó có 3 tàu trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển, đó là tàu 467, tàu Hải quân 471, tàu 735, đã mở rộng cái phạm vi tìm kiếm và đã tiếp cận đưa được ngư dân về đến nơi an toàn. Trong quá trình đó, chúng tôi đã tiến hành chăm sóc y tế cho ngư dân, hỏi han sức khỏe, bố trí chỗ ăn nghỉ và chăm sóc chú đáo, đặc biệt là bảo quản hai cái thi thể của ngư dân bị mất. Và hiện nay các tàu còn lại trên thực địa lại tiếp tục tìm kiếm và sẵn sàng các cái nhiệm vụ khác khi có lệnh. Tại buổi bàn giao, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành địa phương và quân chủng Hải quân đã tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Hiện tại 13 nạn nhân còn mất tích trên biển. Các lực lượng quân đội đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng trên thực địa tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm.